Hôn nhân kín tiếng của thiên kim Quách Khả Doanh và chàng trai nghèo Lâm Văn Long. Kết hôn vì chồng quá đẹp trai, từng lao đao vì ồn ào ông ăn chả bà ăn nem, nay thành cặp đôi kiểu mẫu. Ở TVB, có hai cặp đôi tiểu thư trai nghèo là Quan Vịnh Hà, Trương Gia Huy và Quách Khả Doanh, Lâm Văn Long. Nếu như vợ chồng nhà Hà Huy êm đềm và hạnh phúc như ngôn tình thì gia đình Doanh Long lại dính rất nhiều ồn ào đó. Thế nên, chẳng ai ngờ được cặp đôi này lại có thể gắn bó bên nhau gần 20 năm và ngày càng hạnh phúc hơn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem bí kíp giữ gìn hôn nhân của họ là gì nhé! Quách Khả Doanh gia nhập TVB vào năm 1994 sau khi tham gia cuộc thi sắc đẹp của nhà đài. Dù không đạt được thứ hạng cao nhưng cô vẫn được lăng xê nhiệt tình và nổi đình đám với hồ sơ trinh sát. Khi ấy, cả làng giải trí đều ship cô với Đào Đại Vũ bởi cả hai quá đẹp đôi và ăn ý trên màn ảnh. Thế nhưng, Quách Khả Doanh lại chẳng có tình ý gì với bạn diễn thân thiết, người cô để ý chính là Lâm Văn Long cơ. Cũng là cặp đôi phim giả tình thật, nhưng chuyện